Thưa quý vị, ngay từ đầu năm, Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo triển khai nghị quyết của Thành ủy về thực hiện chủ đề năm 2023, trong đó có công tác thu hút đầu tư. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, thành phố mới thu hút được hơn 27 triệu đô la Mỹ, đạt 26% so với cùng kỳ năm ngoái, chưa được như kỳ vọng. Do vậy, Đà Nẵng đang rất quyết liệt tranh thủ tận dụng mọi cơ hội thời điểm để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nhất là các thị trường tiềm năng trọng điểm. Hiện trên địa bàn Đà Nẵng có 1.012 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 4,1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Nhật Bản là nhà đầu tư số 1 của Đà Nẵng với 230 dự án, tổng vốn đầu tư đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Các dự án đầu tư tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp phụ trợ, bất động sản, du lịch, thương mại, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, logistics. Thì thành phố Đà Nẵng cũng đã xác định chủ đề trọng điểm tập trung trong năm nay đó chính là năm khơi thông các nguồn lực để mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội. Thì thực hiện cái chủ đề đó thì Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng cũng đã tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành kế hoạch xúc tiến đầu tư các thị trường trọng điểm nhằm mang lại nhiều cái dự án và đóng góp tốt hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội thành phố. Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, thành phố đã ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023, tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng. Lãnh đạo thành phố trực tiếp đi xúc tiến đầu tư tại các thị trường nước ngoài. 6 tháng qua, thành phố cũng đã làm việc với hơn 80 lượt nhà đầu tư quan tâm đến môi trường đầu tư của thành phố, thực hiện khảo sát thực địa, giới thiệu địa điểm đầu tư, đón tiếp 46 đoàn khách quốc tế với 463 lượt người đến thăm và làm việc. Nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, cá nhân tôi và đoàn quan chức thành phố Oakland, Hoa Kỳ, cũng như doanh nghiệp bang California, Hoa Kỳ, hội đồng vùng vịnh San Francisco rất ấn tượng về sự phát triển của Đà Nẵng. Đà Nẵng rất đẹp, với vai trò là thị trưởng thành phố Oakland, tôi chắc chắn sẽ làm tốt vai trò cầu nối, kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Đà Nẵng ở nhiều lĩnh vực. Trước mắt, lĩnh vực du lịch có thể xúc tiến nhanh. Nhật Bản đang là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho 222 dự án, chiếm 26% số vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng. Hoa Kỳ cũng là thị trường trọng điểm với 85 dự án, vốn đăng ký gần 800 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 20% tổng vốn FDI đầu tư vào thành phố, chủ yếu là trong lĩnh vực du lịch, bất động sản, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ. Hiện rất nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ mong muốn đầu tư vào thành phố Đà Nẵng ở nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, công nghệ thông tin, tài chính, du lịch, cảng biển, cảng liên chiểu, logistics. Oakland là cảng lớn thứ 10 tại Mỹ, có thể mạnh về xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, chúng tôi có thể đầu tư vào Đà Nẵng ở lĩnh vực phát triển cảng biển cũng như logistics. Chúng tôi đã vừa có chuyến đi thực tế tại cảng Đà Nẵng trong đầu giờ sáng nay. Nhằm tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố, Đà Nẵng đang rất quyết tâm và nỗ lực để tạo cú hích đột phá hơn trong công tác thu hút đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi đầu tư vào thành phố, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút 7 tỷ đô la Mỹ vốn FDI.